Hòa Ái và Trân Như kính chào quý khán thính giả. Có lẽ đối với người Việt Nam chúng ta thì không ai mà không biết đến cái từ nhậu, bởi vì cái hình ảnh quán nhậu tràn lan đã quá quen thuộc với đời sống người dân từ thành thị cho đến nông thôn. Mà cái gì đã quen quá thì hóa nhàm. Người ta không có còn ý ới rủ nhau đi nhậu nữa, mà phải là nhậu đặc sản thì nghe mới hấp dẫn và mới chứng tỏ đẳng cấp của dân nhậu. Đặc sản nhậu thì cũng đủ loại, từ bình dân cho đến cao cấp, mà có lẽ món nào càng lạ, càng hiếm thì càng thu hút dân nhậu nhiều tiền, dù là chưa biết chất lượng mà nó có đúng như là quảng cáo hay là không. Nghe đâu như là ông xã chị Diễm Thì cũng là một coi như là nhậu dân dân nhậu có nhậu, không ạ? Chắc thì chị cũng biết là nhiều cái món đặc sản lắm phải không ạ? Dạ, Diễm Thi thì không ăn nhưng mà có nghe. Hồi đó thì Diễm Thi nghe ông kể ăn món đuông lội sông. Thì cái đây là một đặc sản ở vùng Nam Bộ đó, mà Diễm Thi thấy là nghe kể thì rất là ớn. Tức là người ta bỏ mấy cái con đuông mập ú, đuông dừa vô trong một cái dĩa nước mắm cho nó bơi trong đó, xong rồi gắp lên cắn cái bụp còn sống ăn sống luôn. Hay là như cái món mà tim rắn mà còn trái tim mà nó còn thoi thóp co bóp đó, bỏ vô cái ly rượu thuốc rồi pha máu rắn cho ngập, xong rồi uống liền, cảm giác sống như là trái tim còn thở ở trong miệng mình. Đó là cái ly rượu mà bắt đầu bữa tiệc người ta uống. Mỗi lần mà nghe ổng kể vậy đó, Diễm Thi thấy ghê, giống như ổng là người hành tinh nào. Thật ra thì những cái món mà chị Diễm Thi vừa kể đó thì nghe nói rằng là bây giờ nó đã xưa lắm rồi. Hiện bây giờ đó thì người ta là nghe nói là ăn những cái món mà nó gồm những cái con mà nào mà nó có thể nhúc nhích được là ăn. Thí dụ như là bò cạp, bò hung, bò xích, nhiều thứ nữa. Thì họ có thể làm món nướng hoặc là gọi cái món hơi cao sang chút gọi là xông khói. Rồi ve sầu, cào cào, châu chấu, nói chung là những cái món đó người ta lại nói là rang hay là chiên giòn là ngon nhất, nhưng mà Hòa Ái cũng chưa thử bao giờ. Đặc biệt có một món thì gọi là món dung biển, được các đầu bếp là ngâm trong nước muối rồi đưa ra cho khách ăn sống. Khách chỉ cần đưa lên miệng, con dung nó tự động nó chui trong cuốn họng mình, giống như là người ta hay ăn thằng lằn sống để trị bệnh gì đó. Hòa Ái nói nghe ghê quá, không dám ăn đâu. Những cái món ăn đó nghe thì nó nghe kêu thiệt đó, nhưng mà đó là đặc sản bình dân thôi. Bây giờ những đại gia mà giàu có đó, người ta đặt những cái món nhậu thật là đặc biệt, tuy rất là mắc tiền nhưng mà giá trị dinh dưỡng của nó rất là cao. Dạ vâng, đúng đó thưa chị. Một số hải sản thường được có mặt trên các cái bàn tiệc đó của giới đại gia thì chân như biết là đó là cua hoàng đế này. Cái loại cua này đó là nó có giá khoảng từ 5 triệu đồng một con, có nghĩa là bằng giá cả một tấn thóc. So với các loại hải sản thường gặp thì cua hoàng đế thuộc một cái đẳng cấp khác, được ví ngang với cá tuyết đen, cá hồi đỏ. Rồi cái món rùa vàng nữa. Người ta đồn nhau rằng là rùa vàng thì là cái loại cực kỳ là hiếm, cho nên là nếu mà nó ăn rất là bổ, nó tăng cường cái sinh lực, đặc biệt là ai có cái bệnh tim đó, nếu mà uống cái rượu pha một chút xíu cái mật rùa đó thì khỏi nói là tuyệt vời. Vì thế mà dù giá đắt đỏ thì nhưng mà người ta có tiền đó, họ vẫn mua để mà thể hiện cái đẳng cấp của mình. Giá của loại rùa này lên tới 50 triệu một con đó. Gấp 10 lần con cua hoàng đế. Hòa Ái còn nghe một món nữa là gọi là con tu hài. Đó là một cái loại hải sản thuộc họ ốc, nhập khẩu từ Canada. Thì đang là một cái món ăn mà yêu thích của nhiều đại gia ở Việt Nam. Tin đồn đó thì ăn cái món này đó thì sẽ giúp cho những cái đấng mài râu là thể hiện bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ cứ đua nhau mà tìm mua thôi. Thì nghe nói là một con tu hài nặng hơn 2 kg đó thì có giá khoảng 5 triệu đồng, thì cũng sắp xỉ một tấn thóc luôn. Bây giờ đặc sản nhiều quá mà cái gì cũng quy ra thóc hết thì thiệt là giới bình dân làm sao mà mới tới, đúng không ạ? Chắc chắn là chỉ dành cho đại gia thôi. Mà công nhận đại gia Việt bây giờ giàu quá. Quá giàu. Và có lẽ là cũng vì giàu quá, phất lên nhanh quá, cho nên họ phát sinh ra cái thú ăn chơi mà người ta gọi là thú ăn chơi biến thái của đại gia. Không biết Trân Như có giờ nghe đến cái cụm từ này không? Có lẽ là không còn cụm từ nào phải nói là chính xác hơn bằng cái từ mà chị Diễm Tì vừa mới tả. Bây giờ thì họ ăn uống với cái niềm vui hành xác động vật, như là ăn tay gấu, bảo thai rắn, nuốt mắt đại bàng, thậm chí là ốc khỉ nữa, uống rượu pha huyết vọc. Tất cả được lấy ngay tại cái bàn nhậu với những cái con thú còn sống nhốt ở trong lồng đem ra. Cho như thấy là con người bây giờ có vẻ như họ quá vô cảm. Họ tỏ ra thản nhiên khi mà vừa ăn vừa ngắm con vật đang run rẩy vì đau đớn khi mà bị hành xác. Có lẽ cái điều đó thì chứng tỏ cái đẳng cấp hành điệu của họ. Dạ, có lẽ đó chứng tỏ họ sành điệu, họ có tiền. Phải không ạ? Hòa Ái nghĩ là tại vì cả ba chị em mình đó là
chưa có làm đại gia lần nào. Cho nên không có biết nữa, không có biết cái cảm giác là làm sao. Dạ, nhưng mà bên cạnh là cái việc mà người ta trách những đại gia lắm tiền rồi ăn chơi như vậy, thì cũng có cái dư luận là họ trách luôn cả cái người buôn bán, những cái tay thợ săn chỉ vì ham làm giàu mà bất chấp cả luật pháp lẫn ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, kể cả là động vật có tên trong sách đỏ. Giới bình dân hay là trung lưu đó thì có các món nhậu từ côn trùng, mà nếu côn trùng sinh sôi nảy nở không có kịp đó thì kể như là hệ sinh thái trái đất chắc chắn là sẽ mất cân bằng. Chị mà ái sợ người ta ăn côn trùng không kịp đừng lớn. Đừng lo. Côn trùng nó có mặt ở khắp nơi, sinh sôi rất là nhanh chóng, cho nên là không cần lo chuyện đó. Mới đây đó thì Liên Hợp Quốc đã đưa ra một cái ý tưởng nhằm góp phần giải quyết cái nạn thiếu lương thực toàn cầu, là khuyến khích mọi người nên ăn côn trùng. Liên Hợp Quốc cho rằng là ăn côn trùng ngoài việc đem lại cái giá trị dinh dưỡng còn góp phần tốt hơn cho môi trường, bởi vì cái lượng khí nhà kính thải ra đó từ cái việc nuôi các cái loài côn trùng nó ít hơn hẳn so với việc nuôi các cái loài gia súc, gia cầm. Dạ, vâng, đúng rồi. Dẫu sao thì cái việc con người phải đối phó và giải quyết nguy cơ cạn kiệt nguồn lương thực trong tương lai là hoàn toàn có thực. Và cái việc thay đổi nguồn thực phẩm từ thịt động vật sang côn trùng thì hoàn toàn không phải là ý tưởng quá tệ, đúng không ạ? Có lẽ mình chưa ăn cho nên mình sợ. Bữa nào Diễm Thi sẽ kiếm ít côn trùng chế biến rồi mời anh Tân Như chị Hòa Ái tới ăn cho nó quen dần. Cái này chắc mời Hòa Ái, Tân Như đưa hết cho Hòa Ái ăn cho đi ông Diễm. Diễm Thi, Hòa Ái và Tân Như mến chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình sau.